Lượng quân của Hào đủ để mà thủ không xoắn lắm, nhưng Nêm vẫn quyết định lao. Nhưng quân của Nêm quá ít. Hào đang bo muốn cơ cấu nửa cái bản đồ, bo rộng ra bắt quân của Nêm rồi, không cho Nêm chơi game. Trận này xác định là Nêm không được chơi game rồi. Bảy e rất rát, bắt hết quân luôn. Rồi thoát đúng một con lạc đà. Nhưng bên này cũng tốn rất nhiều. Ra đây mà xem có gì sướng bằng iTel. Tải ngay đi my iTel. Chọn sim luôn, vui chờ mát sướng. Phim với game online sướng quân ngày mai. Đó là hôm nay mới chỉ là vòng pick thứ 3. Sau ngày hôm nay chúng ta sẽ nghỉ thứ 7 chủ nhật và trở lại vào thứ 2 và thứ 3 với vòng pick thứ 4 và vòng pick thứ 5 để lựa chọn ra 4 team có thành tích tốt nhất lọt vào vòng chung kết. Chúng ta đánh luôn vào thứ 4 và thứ 5. Đúng là ngày 25, ngày 26 đánh nốt 2 vòng league này. Vòng league 4 và vòng league thứ 5. Rồi ngày 27, 28 đánh tứ kết, bán kết và chung kết. Vào đến tứ kết, bán kết, chung kết thì sẽ là chạm 7 và chạm 9. Sẽ dài hơi và lúc đấy thì nó sẽ là, ngoài may mắn ra nó còn là trình độ, đúng không? Phải trình độ, phải thể hiện và đẳng cấp. Còn ở giai đoạn league thì chúng ta chỉ đánh 6 trận thôi để tính điểm. Khi hai team bằng điểm nhau thì cái chỉ số kết đến đầu tiên sẽ là hiệu tố. Đây là bài của Hào, thế đánh cung. Góc 6 giờ, đúng thế đánh cung, nhưng mà sợ rằng không đủ đồ ăn. Mới chỉ có một hiêu, nhiều khả năng sẽ đá về cánh rừng để đóng S. Bài này gỗ đầu 75 nên thành ra nhiều khả năng sẽ đóng được S đầu sớm thôi. Không biết bài hiêu này có đá được về rừng không. No Name thì ở Vĩnh Tường, còn Quick Cam thì ở Phúc Yên, thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cả. Chúng là cả Hào và Hưởng thì cũng đều là những người con của đất cảng Hải Phòng. No Name và Vĩnh Phúc cũng vậy. Chung là đây là đang đi trên con đường đi xây dựng lại cái AOE tỉnh thành để lấy lại cái màu, vâng, người ta gọi là cái màu cờ sắc áo. Thành ra là cũng không lấy các game thủ ngoại tỉnh vào trong đội hình đâu, toàn người trong tỉnh đánh thôi, toàn các anh em trong tỉnh. Vâng, tự nhiên lại thò được một con hiêu ở trước BS đầu kìa. Vâng, bài toàn hiêu. Bài Hào không đẹp nhá, bài Hào đánh cung thôi. Rồi xem cậu Hưởng, xem cậu Hưởng chém trong trận thi đấu này. Cậu Hưởng trận trước chém rất tốt rồi. Chứng tỏ No Name đánh vẫn hay anh em ạ. No Name đã nghỉ team Sài Gòn New từ khá lâu. Bây giờ No Name đang làm ở, như tôi nhớ không nhầm thì làm ở F88 Nguyễn Khánh Toàn. Cái câu chuyện No Name đánh tốt hay dở nó quyết định khá nhiều từ, vâng, khá nhiều thứ. Quyết định tới cái sức mạnh thực sự của team Vĩnh Phúc trong giải đấu này. Họ có khỏe thật sự không? No Name mà ổn thì đây là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Ngày hôm qua thì rất đáng tiếc là cả No Name và Quick Cam đều không thể đánh được vòng thi đấu thứ hai. Họ không thu xếp được để mà đánh. Và hai người ra sân ngày hôm qua là Hồng Quân và Tuấn Anh. Và Hồng Quân và Tuấn Anh ngày hôm qua đánh cũng khá hay, nhưng mà để thua cặp đôi của Bắc Ninh, để thua cặp đôi 2K1 và Trinh Sẹo với tỷ số 2-4. Thành ra ngày hôm qua Vĩnh Phúc không có điểm. Ở ngày đầu thì Quick Cam kết hợp với cả anh Tuấn thì cũng dẫn trước team Thái Nguyên 3-1, sau đó để team Thái Nguyên gỡ hòa 3 đều nên cũng chỉ có 1 điểm. Thành ra ngày hôm nay gặp Hải Phòng thì Vĩnh Phúc đang tung một đội hình mạnh nhất của mình, mạnh nhất luôn, để mà họ cần có điểm. Tầm này là tầm cần có điểm. Tầm này không thể ấy được, tầm này mà sai một ly là đi một dặm ngay. Tầm này mà không có điểm thì sau 3 vòng mới chỉ có 1 điểm. Tỷ lệ top 4 thì vẫn có, thế nhưng mà nó sẽ hơi nguy hiểm một chút dành cho team Vĩnh Phúc ở những vòng đấu sau, vì họ không còn đường lùi. Còn nếu ngày hôm nay thắng thì mọi thứ vẫn còn nguyên, vì chúng ta còn 2 vòng đấu của league nữa, thoải mái. Vâng, Hưởng đánh 24 dân đi dâng lờ. Quan trọng là bài Hào thôi. Ở Vĩnh Phúc các bạn xem ở bên fanpage của Quick Cam nha. Các bạn xem trên fanpage của Quick Cam. Đây là màn hình máy tới từ game thủ Mạnh Hào. Bài toàn hiêu, bài xấu, bài ép tròn đồ thôi. Bên kia 13% cho No Name, 10% cho Quick Cam. Quick nhiều khả năng vẫn sẽ là game thủ đánh cung, còn No Name mới là người chém. No Name chém trận trước được cái chứ. Nào quay lại với Hưởng, xem Hưởng chém với bài chết một dân à.
Vừa thấy 24 dân mà. Đi dâng L chết một dân à? Thế thì đen. Đen lắm luôn. Ôi đi dâng L chết bố một dân. Kích sang 950. Đen thế. Tự nhiên đi dâng L chết một dân. Vâng, nâng giáp xác định luôn 6 dân vàng thì là 2L rồi. Một vàng rất đẹp dành cho Văn Hưởng. Quá đẹp. Gặp luôn nêm. Ồ, vẫn gặp nêm này. Như vậy là vẫn gặp nêm. Trận trước gặp nêm, trận này cũng gặp nêm. Không có cái ấy á. Em chờ tôi chút. Vâng, nêm cũng đang bo vàng thực sự đẹp. Hai game thủ đã từng đánh chuyên. Gần nêm đã từng đánh chuyên, còn Hưởng thì cũng đang là chuyên. Thành ra là cái cơ cấu vàng của họ bao giờ cũng nét căng đét luôn. Có thêm một bãi quả, chưa chọc chạch được gì nhiều dành cho game thủ Văn Hưởng. Nào. Như vậy là chéo lên nhà quýt á. Chéo lên nhà quýt à. Nêm đang chơi hào chưa? Bài hào kín. Nên là nhiều khả năng là Nêm chắc chả chơi được gì đâu. Đây rồi. Công được con tê vào bãi vàng quá hay. Việc ngồi cạnh nhau cũng giúp cho Hào và Hưởng có thể phối hợp với nhau được tốt hơn. Tình huống vừa rồi là một tình huống điển hình. Khi mà bạn có thể công được tê vào bãi vàng của đối phương một cách rất nhanh chóng so với việc ngồi đánh online. Trong khi đó đây là màn hình máy tới từ game thủ Văn Hưởng. Chéo thẳng sang nhà Quýt Cam. Nhà Quýt Cam đã kín chưa? Nên bây giờ phải quay ra quản Hưởng. Bởi vì là nhà của game thủ Mạnh Hào kín rồi thì nên cũng chẳng làm gì được cả. Bắt buộc là phải quay đi quản thôi. Nhà Quýt đã kín chưa? Nhà Quýt cũng kín rồi. Trận này nhiều khả năng dài hơi. Rất nhiều khả năng là siêu dài hơi đấy. Nhà Quýt cũng đẹp lắm. Nhà Quýt thuộc hệ Mắc Calabeu. Nhà Hào cũng Mắc Calabeu. Hai nhà Mắc Calabeu. Đây là liên tiếp với tình huống vẩy e tới từ game thủ Văn Hưởng. Chém vẩy e để lọt được vào nhà của game thủ Quýt Cam. Nhưng Quýt Cam mang cung R ra. Hưởng chém luôn không? Hưởng đang có thêm những con lạc đà. Quýt vẫn đang tự tin trong tuần này. Này thì tự tin này, cậu Hưởng vẩy e hay thế nhở. Làm 4 cung G của Quýt Cam. Hay cho Hưởng. Làm 3 cung và một con thương binh. Hưởng hay nhở. Hưởng đánh hay như này thì sẽ tạo điều kiện cho Hào. Tạo điều kiện cho Hào nhiều. Cung G của Quýt mọc ra toàn bộ ở phía ngoài. Và Hưởng có thể đi được số lượng cung G này một cách đơn giản. Hào đẩy lên luôn không? Đây là màn hình máy tới từ Hào. Hào bắn bay game thủ Nêm. Hào cũng đã vừa ban đầu là 3A thì phải. Bây giờ cũng đã tăng lên chiếc BA thứ 4 rồi. 2A. Ban đầu là 2A á. Hay mấy A đấy? Vâng, bây giờ mới tăng A thứ 4. Ban đầu có 2A rồi 3A rồi bây giờ là 4A. Ổn định. Tham 51, 52 trên 64. Mọi thứ đang ổn. Đẩy được quân lên luôn thì ngon. Khi mà lượng lạc đà của Hưởng đang là nhiều. Ốp Quýt luôn vì toàn bộ cung R của Quýt sinh ra là ở phía ngoài. Quýt trận này sẽ hơi bị đen một tí khi mà cung R không tụ được. Chưa tụ được ở thời điểm đầu. Khi mà bị Hưởng vâng ốp chạy. Hưởng quay lại ốp chạy không? Hay là đi quản? Quay lại ốp luôn, chờ Hào lên luôn này. Ốp sớm để lâu là mọi thứ nó hóa bùn đấy. Trận này Nêm chém không hiệu quả. Vì đơn giản lúc đầu Nêm chém vào nhà của game thủ Mạnh Hào kín mít. Còn ở thời điểm sau thì quản Hưởng thì Hưởng bây giờ chạy toàn bộ dân về phía nhà Mạnh Hào rồi. Không biết là Nêm có gom được nhiều những con lạc đà hay không. Nêm đánh hình như là bài 1L và 1A chứ không phải là bài đánh 2L trong trận thi đấu này. Hưởng thì bài đánh 2L. Hưởng nâng chặt gỗ để xác định luôn là sẽ đánh phát triển. Sẽ phát triển về thế sau. Khi mà cảm thấy rằng là nhà Quýt cũng kín, nhà Hào cũng kín, hai ông này sẽ đánh đua nhau. Nào xem máy của Mạnh Hào. Tham này 67 trên 72. Vâng, phút thứ 19 đã có BC và tăng chiếc BA thứ 5. 46 dân. Hình như Hào đang hơn dân của Quýt. Hình như thôi nhá, tôi không nhìn rõ là Quýt bao nhiêu dân. Tôi nhìn thấy Hào 46 dân. Tình huống đứng quân rất hay. Tới từ game thủ Mạnh Hào và bo rộng nửa cái bản đồ. Có thêm vàng để nâng đầu máu.
tăng A 5 rồi, tăng A 5 rồi, có thêm quả ấy rồi, có thêm quả đầu máu nữa là tươi. Đang bị Nem chơi vào một tơn. Nem cuối tơn này, lượng quân của Hào đủ để mà thủ, không xoắn lắm. Nhưng Nem vẫn quyết định lao, nhưng quân của Nem quá ít. Hào đang bo muốn cơ cấu nửa cái bản đồ, bo rộng ra, bắt quân của Nem rồi. Không cho Nem chơi game. Chuyện này xác định là Nem không được chơi game rồi. Vậy e rất rát. Bắt hết quân luôn. Rồi thoát đúng một con lạc đà. Nhưng bên này cũng tốn rất nhiều e. Đầu máu xong. Tăng A tiếp không? Tiếp tục tăng A. Như vậy là tăng A thứ 7. 6 A rồi, giờ là A thứ 7. Bung ra ngoài ăn thêm gỗ. Khi mà nhà mình cũng đã được cơ cấu rất đẹp. Bung lên ăn thêm gỗ ở phía ngoài. Ngay phía trên này thôi, quân vẫn đứng kê được. Đốt nhà quân của game thủ No Name luôn. Sau đó tính đến chuyện là có đào vàng hay là đi ốp. 7A tôi nghĩ là nên đi ốp. Tầm 7A đi ốp chứ 7A mà lại đánh lên đời 4 thì nghe hơi ảo. 7A chắc là đi ốp thôi. Bảy A như này là đầu máu xong rồi, thích cái 8A cơ cấu thêm tí ti. Đấy, bung ở đây ăn thêm gỗ, bo thêm một lớp nữa. Bo thêm một dãy nhà e nữa, lên tham tầm khoảng lít 2 là bắt đầu di chuyển. Quýt bắt đầu đào vàng thì phải, trong cái đó Hào thì chưa. Hào chưa đào một tí vàng nào, bắt đầu cũng ăn vàng. Hưởng có hồi được hay không? Nếu Hưởng hồi được thích thì đánh đời 4 cũng được. Đời 4 cũng vẫn là ok la. Anh em xem màn hình máy của Vĩnh Phúc bên fanpage của Quýt Cam. Hưởng tham lai 28, bắt đầu hồi. Bắt đầu cá hồi. Nếu mà Hưởng hồi được thì chúng ta đánh đời 4, hốt gì đâu. Nào quay lại với Hào, tham lai 113. Bên kia 63 dân. Cần lắm. Hào mới quýt, cầm chủ lực. Đánh hot thần hay đánh đạp đôi? Đạp đôi thì vẫn là một sự lựa chọn nó an toàn hơn. Còn hot thần thì nó hơi khê. Hot thần là xác định là ao trình. Đi hốp không? Quân thì là rất đông. Xem ốp mặt nào, chưa có bản đồ, đầu máu lên từ sớm rồi. Một tình huống đi ốp. Tôi đã thấy Hào đang di chuyển 3 kích cùng R. Đi ốp để lên 4. 3 kích cùng R. Quýt đang đứng quân trên dốc, ốp thẳng vào mặt A. Chắc ốp thẳng vào mặt A thôi. Tiếp tục tăng A. Tiếp tục đào vàng. Tăng thêm nhà chính. Rồi ốp thẳng mặt A luôn. 3 kích cơ mà. Tham lai lít 4. Ốp tên này để lên 4 đấy. Mình ốp như này thì mình chủ động hơn. Vì 3 kích của mình dí thẳng mặt A. Cho nên quân của họ đang đứng ở nhiều mặt. Vâng, Quýt Cam cũng rất đông. Nào thêm một tên nữa lên. Để ý. Vâng, nền thì đang quấy. Phải điều được. Nó chắc quân của Mạnh Hà cứ con đứng trước con đứng sau vậy. Nó có thể đồng loạt đứng cạnh nhau và bắn cho nó đau không? 3 kích cơ mà. Chắc có những con vương vướng ở rừng thì phải. Hình như vẫn có một vài con vương vướng ở phía khu vực rừng. Này Hào phát triển cũng tương đối là mắc calabel rồi. Mình đi ốp phải lên 4 nên là mình có ốp xong thì mình có trao đổi chiêu thức xong mà có hòa thì mình cũng là lên 4 trước họ. Hay là họ cũng kích 4. Vâng, phút 28 rưỡi mới kích 4 dành cho Hào. Tên ốp này của Hào là to, đang phải trần lực sóc quân ra. Thậm chí Hưởng còn đang đục đẽo ở những cái mặt khác. Đấy, đây này, tên lọt đây này. Hưởng đang tham 44 và Hào cũng đang lao thẳng vào trong khu vực làm ăn của Quýt luôn. Win cho Hải Phòng. Trận này thì tỷ lệ win rất cao cho Hải Phòng rồi. Lượng quân ốp là đông. Lượng quân ốp là đông và có cả lạc đà vào quấy ở trong. Lượng quân của Quýt thì không đông bằng. Và quan trọng là Hào cũng đã kích 4 rồi và xây nhà đạp luôn. Chúng ta vừa đi ốp vừa lên 4 như thế này. Tí lên 4 xong chúng ta chủ động kích đạp đôi. Thiếu hết số quân cùng R đi rồi lên đến 4 xong đánh đạp đôi không thôi. Thoải mái chơi. Không cửa thua dành cho Hải Phòng. Một đều. Mỗi trận theo một màu khác nhau. Trận này là trận đánh đua. Trận trước là trận đánh kiểu nhanh.
trận đánh tốc độ và không có được những cái timeline to. Bài này thì rõ ràng là cũng là một bài chủ động dành cho game thủ Văn Hưởng, khi mà đánh xong phát là về hồi luôn. Nhà Hào kín, nhà Quýt cũng kín đấy, nhưng mà nên trận này chém cũng không được nhiều ở thời điểm đầu. Trận trước thì nên chém được nhiều hơn. Vâng, bây giờ thì còn vừa lọt được vào nhà cơ sở của đối phương, kích đạp đôi nè. Ôi, kích đạp cho nó chắc đã. Làm quả chặt cố 3, bắt đầu nâng công nghệ cho đạp. Bơm tí thực cho Hưởng, bơm hẳn 500 thực cho Hưởng, win chặt rồi. Nhà Quýt cũng lên 4 xong nhưng mà bung bét. Các cơ sở làm ăn đang bị cung R bắn tứa lừa. Tham của Hào vẫn đang giữ ở cái timeline 114. Thêm tí ruộng cho khỏe hẳn để lấy cái lực nâng công nghệ. Bạn phải có cái lực để bạn nâng công nghệ cho những con đạp đôi. Xây thêm L nè. Vâng, xây thêm rất nhiều L. Vàng bây giờ ăn chơi chơi thôi, đủ để nâng cấp công nghệ. Sóc tí ti hot để thủ nhà. Còn lại thì quá lợi thế. Bên kia bay ruộng, bên kia mất nhiều thứ. Bên này thì ổn áp quá rồi còn gì. Đây là một cặp đấu cân tài và cân sức. Nâng rất nhiều công nghệ cùng một lúc. Tôi nghĩ cũng chẳng cần phải đi ăn vàng nhiều đâu. Nhất là người đi sai, một đều dành cho Hải Phòng. Trận này bên phía Hải Phòng làm rất tốt. Chúng ta đến với trận thi đấu tiếp theo, trận thi đấu thứ 3. Cuộc đối đầu giữa Hải Phòng và Vĩnh Phúc. Vòng thi đấu thứ 3 giai đoạn League giải đấu AOE đấu trường Cúp ITL 3. Thể loại 22 sang tự do. Và hai đội gặp nhau thì đánh đủ 6 trận sau đó nghỉ, nhường chỗ cho những cặp thi đấu tiếp theo. Ở loạt trận cuối cùng ngày hôm nay thì Bắc Ninh sẽ gặp Thanh Hóa.